Hiếu, chánh văn phòng của Hawa. Thân chào quý anh chị đang đến với Đại hội đại biểu Hawa lần thứ 8. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tổng kết Hawa nhiệm kỳ 7. Ngày 8 tháng 8 năm 2018, Hội nghị định hướng giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Lần đầu tiên có một hội nghị mà do Thủ tướng chủ trì, và cái hội nghị này nó đã được xem như là một cái sự công nhận của nhà nước cho ngành gỗ, và ngành gỗ được đánh giá là một trong những cái ngành chiến lược để phát triển. Sau cái hội nghị nó đã tạo thành một cái sự hứng khởi rất là lớn cho ngành, và nó càng ngày càng được cái sự chú ý nhiều của các cơ quan chức năng của chính phủ, với một cái mục đích chung là làm sao cái ngành gỗ Việt Nam được phát triển tốt nhất, và Việt Nam trong một tương lai gần phải trở thành một cái trung tâm nội thất, hoặc nói xa hơn là một cái chuỗi cung ứng hoàn hảo cho ngành nội thất của thế giới. Bên cạnh việc đại diện cho các doanh nghiệp hội viên trong quan hệ với chính phủ và các cơ quan ban ngành, Hawa đã tích cực tham gia ý kiến vào luật lâm nghiệp sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đón tiếp đoàn đại biểu nghị viện Liên minh châu Âu do bà Phó Chủ tịch dẫn đầu, Hawa đã trình bày quan điểm phát triển bền vững, các hành động thực tế tích cực trong 10 năm qua, phù hợp với nội dung đàm phán BPA-FLECTI. Với sự hỗ trợ của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO, Hawa đã xây dựng hệ thống trách nhiệm giải trình nguồn gốc gỗ hợp pháp Hawa DDS nhằm giúp các hội viên và cộng đồng doanh nghiệp trong ngành đáp ứng những yêu cầu mới trong giao thương và xuất khẩu, đặc biệt trong bối cảnh hiệp định BPA-FLECTI đã được ký tắt. Cái Hawa DDS như là một cái nền tảng dành cho các doanh nghiệp về sau này thực hiện cái trách nhiệm giải trình. Như vậy cái nguồn gốc gỗ hợp pháp của Việt Nam sau này sẽ bảo đảm rất nhiều, không những ở cho trong nước mà trên thị trường thế giới. Thưa quý vị, đó chính là những kết quả mà Ban Chính sách đã mang lại cho hội. Song song đó, Ban Xúc tiến Thương mại cũng đã thể hiện tốt vai trò của mình thông qua việc tổ chức thành công các hoạt động kết nối giao thương trong nước và quốc tế. Cụ thể có thể nói đến hội chợ VIFA Expo, VIFA Home, VIFA Go và các chương trình xúc tiến thương mại tại thị trường các nước. Bên cạnh hội chợ VIFA Expo là một trong những hội chợ lớn của khu vực Đông Nam Á, đã tạo được tiếng vang và sức hút đối với nhà mua hàng quốc tế vào tháng 3 hàng năm. Trong năm 2019, Hawa đã ra mắt triển lãm phong cách nội thất VIFA Gu, nơi trình diễn quan điểm thẩm mỹ hiện đại, phong cách được tuyển chọn từ các nhà triển lãm trong ngành nội ngoại thất, trang trí nhà cửa, bất động sản, thiết kế, kiến trúc, cùng với các góc trải nghiệm phong cách sống độc đáo. Bên cạnh việc tổ chức các hội chợ trong nước, Hawa còn tổ chức các đoàn doanh nghiệp triển lãm tại Las Vegas, Copenhagen, Spoga, mang lại những hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp. Chúng tôi những người làm công tác xúc tiến thương mại và quan hệ quốc tế thì bên cạnh cái mà cập nhật những thông tin về kinh tế thế giới đến các hội viên và tạo những cái cơ hội giao thương giữa các doanh nghiệp trong nước cũng như từ trong nước với nước ngoài, giúp cho những hội viên đang ngày càng nhiều cái cơ hội để mà tiếp cận với thị trường thế giới. Đóng góp vào những thành tựu mà Hawa đã đạt được trong nhiệm kỳ 7 là sự đồng hành và hỗ trợ từ các tổ chức trong nước và quốc tế như SIPO, Vietrade, VCCI, SCORE, Sejusaco thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, đào tạo nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Để mà đáp ứng cái nhu cầu của ngành chế biến gỗ, cái mảng đào tạo của chúng ta đã làm được một bước là hỗ trợ cho hội viên trong cái lĩnh vực này. Nhưng mà so với yêu cầu thì chúng ta còn phải phát triển nhiều hơn nữa, phải mở rộng nhiều hơn nữa. Một hoạt động nổi bật của Hawa trong nhiệm kỳ 7 đó là lễ ký kết bản ghi nhớ với FPT-CIO về việc hợp tác đẩy mạnh chuyển đổi số. Đây là một trong những nỗ lực nhằm đóng góp vào sự phát triển của ngành gỗ Việt Nam. Hoạt động tìm kiếm, phát huy và đào tạo đội ngũ thiết kế trẻ cho ngành cũng được Hawa chú trọng triển khai thông qua giải Hoa Mai được tổ chức hàng năm. Đặc biệt, trong năm 2020, Hawa đã lần đầu tiên tổ chức chương trình bán đấu giá tác phẩm đoạt giải cho các doanh nghiệp để đưa vào sản xuất và thương mại. Trong cái nhiệm kỳ 7 vừa rồi đó, ngoài việc chúng tôi hợp tác với các cái trường đại học chuyên ngành, các cái cơ sở đào tạo chuyên ngành về chế biến gỗ đó, thì chúng tôi hợp tác với các cái tổ chức, các cái hiệp hội trong cái ngành công nghệ thông tin cho cái chương trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Đến cuối nhiệm kỳ thì chúng tôi đã xác định rõ là cái việc chuyển đổi số sẽ là một cái đóng góp rất lớn vào cái quá trình phát triển cho ngành chế biến gỗ về sau. Những nỗ lực từ ban truyền thông đã giúp thổi thêm làn gió mới cho ngành. Cũng từ đây, các hội viên có thêm niềm tin lẫn tự hào về những gì mình đã đóng góp để đưa ngành gỗ và mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm quốc tế.
Ban truyền thông cùng với tờ Gỗ và Nội Thất đã lan tỏa cái sức nóng đến cái cộng đồng doanh nghiệp cũng giống như cái hệ sinh thái của cái ngành. Thì bản thân tôi cũng mong muốn cái nhiệm kỳ tới, truyền thông cũng sẽ tiếp tục là một cái công cụ đắc lực, tạo được cái nỗ lực cũng giống như cái động lực đến cho cái ngành và phục vụ càng ngày càng tốt hơn đến các cái hội viên và cái cộng đồng ngành gỗ. Trong nhiệm kỳ 7, Hai Hoa đã tổ chức các hội thảo chuyên đề để cập nhật những xu hướng về công nghệ mới trong sản xuất đến các doanh nghiệp hội viên. Về mặt công nghệ cũng giống như là thiết bị, thì tôi cho rằng là trong cái hai nhiệm kỳ qua thì nó cũng đã có cái đóng góp nhất định cho ngành. Thông qua những cái thiết bị công nghệ đó và chúng ta mới có thể dám nói rằng là cái ngành chúng ta có bền vững hay không, có đủ sức để cạnh tranh những cái thị trường khác hay không. Thông qua các buổi hội thảo định hướng, trao đổi và cập nhật thông tin về công nghệ mới, kinh nghiệm đầu tư và ứng dụng, cùng với việc tổ chức các đoàn tham quan hội chợ máy móc lớn trên thế giới như Interzoom, Ligna, WMF, một sở thị các nhà máy sản xuất đồ nội thất tại Đức, Ý đã giúp cho hội viên mở rộng tầm nhìn, gặt hái được những thông tin và bài học thực tế hữu ích. Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người lao động tại nhiều doanh nghiệp. Trước tình hình đó, Hai Hoa đã nhanh chóng thành lập quỹ đồng lòng nhằm chia sẻ khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp trong ngành chế biến gỗ. Hơn một tháng phát động, quỹ đã nhận được tổng cộng hơn 913 triệu đồng đóng góp từ các cá nhân và đơn vị trong cộng đồng Hai Hoa. Quỹ đồng lòng đã thay mặt cho các nhà hảo tâm trao tặng quà và hiện kim cho các bệnh viện, khu cách ly tập trung chung tay cùng chính phủ chống dịch, đồng thời gửi tặng 50 triệu đồng và nhiều phần quà cho các anh chị em công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại một số doanh nghiệp hội viên. Chúng ta có thể thấy nhiệm kỳ 7 là một nhiệm kỳ hoạt động rất tích cực và hiệu quả của Hai Hoa, từ đó đã nhận được sự tín nhiệm và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp trong ngành dành cho hội. Đầu nhiệm kỳ 7, tổng số hội viên là 369. Với các hoạt động hữu ích, Hai Hoa đã thu hút nhiều doanh nghiệp trong ngành từ các tỉnh thành trong cả nước. Nhiệm kỳ 7 đã thu hút và phát triển được 177 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện nay là 546 doanh nghiệp. Phải nói rằng là cái nhiệm kỳ 7 vừa rồi, Hai Hoa đã có những cái hoạt động rất là bổ ích và thiết thực, mang lại những cái giá trị lớn cho hội viên trong công tác đào tạo, tăng cường công tác là liên kết xúc tiến thương mại với các cái tổ chức lớn trên thế giới. Chúng ta vừa điểm qua các cột mốc và các hoạt động nổi bật của Hai Hoa trong nhiệm kỳ 7. Sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các con số tài chính của Hai Hoa trong nhiệm kỳ vừa qua. Với các nguồn thu từ các dự án, tài trợ, hội phí, hội chợ và các nguồn thu khác, trong nhiệm kỳ 7, hội đã thu về 28 tỷ 55 triệu 332.867 đồng. Bên cạnh các khoản chi cho việc vận hành bộ máy văn phòng hội, cùng với một nhiệm kỳ hoạt động tích cực với các hoạt động phong phú, đa dạng, có chiều sâu, tổng chi trong nhiệm kỳ 7 là 29 tỷ 104 triệu 446.217 đồng. Số dư cuối kỳ là 3 tỷ 513 triệu 959.110 đồng. Để các hoạt động luôn được tổ chức thành công phải kể đến sự nỗ lực và không ngừng học hỏi của bộ máy văn phòng Hai Hoa. Điều này luôn được đánh giá, sàng lọc và tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn. Với sự hỗ trợ từ các tổ chức SIPO, SEZOSACO, VCCI, thông qua các chương trình tập huấn cho cán bộ nguồn cũng như đúc kết kinh nghiệm từ những dự án, chương trình thực tế, đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết, có khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ, digital, chuyển đổi số, ứng dụng nền tảng Bitrix để xây dựng hệ thống CRM, đội ngũ nhân sự văn phòng hội đã từng bước nâng cao được các nhiệm vụ chuyên môn và kỹ năng trong công việc. Thành quả cho một nhiệm kỳ nỗ lực của Hai Hoa đó chính là tạo ra sự kết nối trong cộng đồng doanh nghiệp hội viên thông qua việc hình thành các câu lạc bộ, nhóm sinh hoạt gắn kết và thiết thực, tạo ra những mắt xích đan xen, xây dựng một cộng đồng Hai Hoa vững mạnh. Điển hình như câu lạc bộ Hai Hoa miền Bắc với các hoạt động phong phú đã cụ thể hóa nhu cầu kết nối, chia sẻ và phát triển giữa các doanh nghiệp khu vực miền Bắc. Câu lạc bộ tổ chức nhiều buổi sinh hoạt, tập huấn và hội thảo chuyên ngành bổ ích, tạo uy tín cao trong cộng đồng doanh nghiệp. Câu lạc bộ Hai Hoa F1 với tinh thần năng động, đổi mới đã tạo ra được nhiều chương trình gặp gỡ, vui chơi, chia sẻ không chỉ trong Hai Hoa mà còn kết nối với cộng đồng doanh nhân trẻ các nước trong khu vực. Nhóm doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ sinh hoạt bằng những tình cảm chân tình, gắn bó, từ đó xúc tiến được nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh, tổ chức các đoàn triển lãm mang hình ảnh và giá trị của ngành nghề mỹ nghệ Việt Nam ra quốc tế.
không chỉ giới hạn trong hoạt động ngành nghề, hội viên HAWA kết nối với nhau bằng những sở thích, sự đồng cảm trong cuộc sống như nhóm doanh nhân nữ HAWA. Cái số lượng hội viên rất là đông, không có nghĩa rằng là một người có thể chơi hết vài trăm hội viên, nhưng mà người ta phải chơi vài chục và cũng được hình thành rất là nhiều nhóm như vậy. Nó cũng từ hội mà ra. Và những cái nhóm, nhất là mấy cái bạn trẻ F1, thì khi sinh ra F1 thì các bạn sẽ thân hơn và liên kết với nhau nhiều hơn. Rồi các anh chị mà đứng tuổi thì người ta cũng gần với nhau hơn. Như vậy thì cũng sẽ chia sẻ được rất là nhiều cái điều hay. Và tôi cho là cái đó là những cái phần mà chúng ta không thấy được, mà nó nằm ở dưới đáy biển. Và tôi cho đó là một cái lợi ích khi tham gia hội. Chứ còn nếu cuộc sống bình thường, nếu không có hội làm sao kết nối được với tất cả những anh em như vậy. Và còn rất nhiều nhóm doanh nhân, cấp quản lý kết thân từ những đoàn xúc tiến thương mại, tham dự triển lãm, study tour quốc tế, duy trì được mối quan hệ chặt chẽ, hợp tác kinh doanh, hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống. Sự kết nối sâu rộng trong cộng đồng hội viên là những mắt xích đan xen và gắn kết, đưa các hoạt động của hội đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa rộng rãi, tạo ra một sân chơi tự do, bình đẳng và là nền tảng vững chắc cho HAWA vững mạnh hôm nay và tương lai. Thưa quý anh chị, chúng ta đã cùng nhau nhìn lại một nhiệm kỳ nổi bật của HAWA. Bằng sự quan tâm của chính phủ, các cơ quan ban ngành, sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của ban chấp hành, sự quyết tâm và phấn đấu của toàn thể hội viên cũng như sự nỗ lực của bộ máy văn phòng đã làm nên một HAWA của nhiệm kỳ 7 ấn tượng, đổi mới và phát triển. Điều này cũng chính là tiền đề mở ra một nhiệm kỳ 8 với nhiều hy vọng về sự phát triển mạnh mẽ của ngành gỗ Việt Nam. Xin chúc quý vị luôn nhiều sức khỏe, sáng tạo và phát triển vững mạnh. Xin chúc cho đại hội nhiệm kỳ 8 thành công, tốt đẹp